Mạnh nữa lên. Mạnh vào. Đúng rồi. Ôi. Ôi, mệt lắm, anh chóng mặt lắm rồi, anh nghỉ đi đã. Không, tiếp đi đáng thích. Cái thằng này, tao bảo mày thổi cho tao, sao mày lại phun mưa, ướt hết tay tao rồi này. Thổi nhẹ thì mày không chịu, thổi mạnh thì mày bảo kêu phun mưa, sao mày có chịu đấy hả? Chịu tao, vinh dự của mày đấy. Mà mày làm nào đi, tao ngứa quá rồi này. Ấy. Làm gì đấy? Để làm em sướng còn gì nữa. Đưa tay đây, anh chọc vào cho. Đấy, thấy anh thông minh không? Lùi xuống. Chích xuống dưới này. Đây gì? Đấy. Đúng chưa? Xong một tí nữa. Đúng chưa? Cho xong một tí nữa. Sướng chưa? Sướng. Thích chưa? Thích chưa? Thích. Thích làm đi thơm một cái mà. Mày làm gì đấy? Nó chui tọt vào trong rồi Vi ơi. Mày giết tao rồi, lấy ra đi. Đi. Anh bẻ tay người ta. Ôi, làm nào bây giờ? Đưa tay đây, để anh khều nó ra. Thôi, bỏ đi. Đút thêm cái nữa trong này thì tôi chết à? Thế bây giờ phải làm thế nào? Tránh ra đi, em tự nghĩ cách. Không được. À, bố bảo cái Hân sắp vào đấy. Anh đi trước nhá. Đi đâu? Thì đi kiếm tiền. Vợ bệnh con thơ thì phải đi kiếm tiền nuôi vợ chứ. Này Khai, vừa nói con nào? Ý anh là con của chúng mình ý. Hãy nói rõ ràng ra chứ. Mày đây làm sao mà đi kiếm tiền? Cái phong bì hôm trước bố đưa, mà viện phí thì cũng đóng rồi. Tiêu gì đâu? Thì phải lo tương lai của chúng mình nữa chứ. Anh đi. Chiều anh về anh nghĩ cách lấy ra cho. Này, chưa kịp nói xong. Thế nào, công chúa của tôi muốn ăn gì không? Chả thèm ăn uống gì cả, thèm mỗi rượu rồi. Thế thì khỏe nhanh lên rồi về mà uống rượu. Bà già về chưa? Mẹ cậu á, về rồi. Cứ đợi đấy, đây còn hành cho nữa. Để làm gì hả Vi? Rồi lại rước họa vào thân như thế này à? Cậu thử nói chuyện với mẹ cậu xem, biết đâu cô lại thay đổi đấy. Tớ chả thích nói. Mà từ lúc đẻ ra đến giờ, có bao giờ tớ nói chuyện hẳn hoi tử tế với bà ấy được quá ba câu đâu. Lại được cả lão già phản chủ kia nữa, nhắc đến sôi cả máu lên. Ông Huấn á? Cái lão chó chết, dám đâm bố tớ một phát sau lưng à? Thù này tớ sẽ trả. Việc cặp kè với nhau đã là quá quắt rồi. Bây giờ lại còn nhơn nhơn hiên ngang trước mặt bố tớ. Cậu thử nghĩ xem, lỡ bố tớ mà biết chuyện, rồi đột quỵ rồi chết thì sao? Vi, nghe tớ này. Bây giờ việc quan trọng nhất của cậu là phải giữ gìn sức khỏe để còn mau ra viện chứ. Còn việc của người lớn, biết đâu giữa họ lại có nỗi khổ riêng. Khổ que gì. Mà thôi, không nhắc đến nữa, đau cái đầu rồi. Thì thôi, không nhắc nữa. Nếu mà quên được đi là tốt nhất đấy Vi ạ. Quên á?
Quên thì không bao giờ nhá. Cái Hân đâu rồi ạ? Sao mẹ lại ở đây? Con tỉnh táo hơn chưa? Con chịu khó ở đây vài hôm rồi về với mẹ nhé. Có lẽ đợt này mẹ sẽ giãn việc rồi xin nghỉ luôn. Hai mẹ con mình thu xếp làm một chuyến đi sang xem anh Bảo anh ở như thế nào nhé. Điên à? Con không đi đâu ạ. Sao lại không đi? Nên đi một chuyến để biết đây biết đó mà mở mang đầu óc con ạ. Con đã nói rồi, mẹ thích thì mẹ đi một mình đi. Hà Vi ạ, mẹ cứ nghĩ có lẽ bố mẹ nuông chiều con quá cho nên bây giờ con không thể phân biệt phải trái nữa rồi. Đối với bố mẹ thì xua đuổi hắt hủi, đuổi như đuổi tà ấy. Còn thì con bám người ngoài. Mà người ngoài con bám là ai? Là một thằng ất ơ và một con giúp việc, con hiểu không? Đủ rồi đấy mẹ. Con nói để mẹ biết luôn ạ. Là cái thằng ất ơ và con giúp việc mà mẹ vừa nói ấy, nó còn đối xử với con tốt gấp trăm gấp nghìn lần mẹ. Được. Vậy thì bây giờ con cứ đội chúng nó lên đầu mà thờ, rồi gọi chúng nó là bố là mẹ nhá. Con đúng là đồ bất hiếu đấy Hà Vi ạ. Mẹ vừa nói cái gì ạ? Mẹ nói con bất hiếu á? Thế thì mẹ sống lại cuộc đời của mẹ đi, rồi lúc đấy hãy nhắc đến chữ hiếu ạ. Con nói cái gì? À, mà cũng muộn rồi, sống lại bây giờ thì có nghĩa lý gì đâu. Con nói làm nhảm cái gì thế? Mẹ cứ cầu cho con điên đi. Cho con nói làm nhảm đến chết đi. Để con không phải nói ra cái sự thật kinh tởm đấy. Sự thật? Sự thật nào? Đến giờ mà mẹ vẫn còn giả vờ à? Được, để con gọi lão Huấn vào đây, để lão ấy trả lời tất cả những câu hỏi vừa rồi của mẹ nhá. Do Viettel Media sản xuất, phát sóng 20 giờ tối thứ ba, thứ tư, thứ năm trên kênh YouTube Phim 360. Một bộ phim của Viettel Media.